rỗi hơi đâu mà vô trong cái mạng này mà ngồi mà cào phim đó. đâu. Mấy người đó ta bận biểu công việc. Em phải hiểu là ở nước ngoài này người ta càng thành công chừng nào thì con người người ta lại càng có kiến thức và trí thức, và họ không bao giờ họ lan man ra ba cái chuyện dâm dớ này trên trời. Bạn Đó, anh Tâm ở Mỹ đó. đó là điểm thứ nhất, đó là cái điểm thứ nhì. Tâm anh Ở muốn nhắc lại cái điều này nè, Mỹ. những người Việt Ở Mỹ thì Nam ở Mỹ này á, mặc dù có quốc tịch nhưng mà người Việt là người Việt, họ nói ra không có một phải là câu này anh nói tự ra xưng là em nói là người từ Mỹ đó ra tại vì ra nó có vẻ ấu trĩ quá. Mình dòm lại mình đi, tóc đen đen thùi lùi, mắt thì đen thùi lùi, da thì da vàng, đâu phải giống như tụi nó đâu. Mình không bao giờ là người Mỹ cả, đừng nên hiểu lầm cái điều đó. Và người ta nói mình là người Mỹ gốc Việt chứ không ai tự xưng là mình người Mỹ cả, nó mắc cỡ lắm. đó. Và có những cái người mà lên đây rêu rao rồi để cho đàn bà ở Việt Nam họ lên tiếng, họ phản ứng và họ chửi bới, đó là một điều nhục nhã. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì nữa là đất nước Việt Nam tôi biết là đang thanh bình, đang hạnh phúc, thì khi mà các người các ngài ở bên này mà làm những cái chuyện mà tôi cho là bậy bạ đó thì người ta phản ứng là cái chuyện đương nhiên thôi. Đừng có tự vỗ ngực xưng tên là mình là thương dân Việt, tại vì thương dân Việt thì hay để dân Việt yên ổn. Có điều là cái điều hiển nhiên rồi, cái điều đó mình cũng cầu mong đi, nói một cách đơn giản là ở trong bà con của mình thôi, trong gia đình của mình thôi, mà nếu mà con cái mình hoặc là người thân của mình làm ăn phát đạt hạnh phúc thì mình mừng chứ. Tại làm sao là mình đi phá rồi làm những cái chuyện rùi bu để cho người cầu mong họ sạt nghiệp đi, đó là chuyện vô lý. Hồi nãy về tôi thấy nghe ai cũng chửi Quan Trường hết, mà Quan Trường là ai tôi không biết. Hãy để cuộc đời mình Nói nó em yên ổn, nghe và nó để em uống lê nếu lát cho nó lớn nếu mà các anh ở nước ngoài các anh sướng hoặc các anh hạnh phúc gì nước ngoài nó anh còn thì sướng các hơn anh đi anh cho cứ nó đâu nó có cần gì. Tôi chỉ nói em các là anh không một phụ nữ cái đâu. điều này, nhìn Việt Nam bằng một ánh mắt thiện cảm và tích cực, đừng có gì vì một lý do gì đó mà hận thù và tức tối. Tôi thấy nhiều cái chuyện rất là ư vô lý. Nhớ người lớn tuổi như tôi nè, đã trải qua chiến tranh này, xách súng Thì cầm đi đánh đánh luôn giặc con này, bán, đánh luôn tôi là không con thù bán, đâu. đánh luôn bạc này tốt, đánh luôn con Đó, bán. tôi đã có không thù gì thôi. Các anh là Đánh thế luôn con hệ bán. sau này, các anh đâu có biết về chiến tranh đâu mà các anh thù. À, bên này nói về sơ sơ qua về một cái chỗ này nữa là, có nghĩa là cái bộ sách giáo dục gì đó mà tụi nó lên nó chữ hoài, nói đi nói tới nói lui nói xuôi nó ngược nó hoài mệt quá à. Tại vì nó cố tình nó không hiểu, chứ không phải là nó không hiểu, nó đã hiểu hết rồi nhưng mà nó không có cớ gì nó chửi, cho nên vì đó nó cứ lôi ra nó chửi. À đúng rồi Chắc đó đi anh. là cái bộ sách đó không bao giờ được phát hành, có nghĩa là những cái gì của ông tội cho cái ông giáo sư gì đó Bùi Hiền Bùi Hiển cái chuyện đó đâu có dính líu tới ổng đâu, mà cái đầy đâu cũng ra chửi riết thôi luôn. Đó. Nó nói vậy nè, bác chê Mỹ, tôi không thích cộng sản, cùng trao đổi. Đương Nói nhiên anh thì đó. cùng ở thì bắt đi, bây giờ bạn hoặc là tôi không biết, bạn nhỏ tuổi hơn tôi, hơi lớn tuổi hơn tôi không biết, bây giờ thì bạn cứ Trao vô đổi về mạng cái đi gì mình mà được chứ, coi trao thử đổi gì, trao đổi đi trao đổi gì, trao cho đổi người về tranh ta luận hay mà. trao đổi gì. Tôi luôn nói, tôi đang ở nước Mỹ đây nè, nếu bạn ở nước Mỹ thì bạn cùng như tôi đi, bác cứ nói đi tôi trả lời cho bạn. Bạn nói Việt Nam mình không tự do hả? Tự do hiện giờ thuộc dạng tự do quá trớn rồi đó, chứ không phải là không tự do đâu. Thì anh Bạn giải có thích đi. thấy nếu nếu vậy thì mời bạn lên đi, bạn nói đi, bạn nói cho có tình Nếu có mà lý tranh luận với anh Cầm đủ thì sức thuyết mình phục. cho bạn lên, anh Quần xuống đáp tôi mời bạn lên. Nếu mà có đủ nói chuyện mà đủ sức thuyết phục á thì người ta Cái đồ nghe. nấu mắc dạy hay không Giờ là quyền của nếu tôi, bạn nói không tào có gì lao thì của Hoàng họ sẽ Nguyễn. nói. Mới vô đừng nói tôi mắc dạy gì hết á. Tôi đâu có cần ông dạy. Mẹ tôi dạy tôi, ông đâu có cần ông dạy hả? Tôi đâu có dạy ngày nào đâu, tôi mắc dạy vậy đó.
Thì sao? Ta ngon hay không là Ừ. kệ người ta. Ta út chó hay sao? Mày mới vô là mày mới mà út chó. Hả? Có nguyện mày mới vô mày sủa mới mà đã út chó kìa. Mày nói tao mất dạy chứ mày vô là mày mất dạy đó. Tôi Là nói con thật thú với mà bà, dám làm chó mà. nếu những người lên đây mà chống phá thì bác, những người này không hiểu chữ hạnh phúc là gì cả. Cái hạnh phúc mỗi người nó mỗi khác. Anh có thể anh có tiền nhiều thì anh hạnh phúc, nhưng mà bù lại anh có tiền nhiều anh phải lao động, anh cực lực nhiều. Còn như tôi rất đơn giản thôi, một trái cà, một dưa, Có mỹ chí luộc dưa ba mắm que ta đâu cần phải mất có gia dạy. đình là đã hạnh phúc rồi. Không có quan trọng chuyện đó. Mỗi người có một cái sự định nghĩa hạnh phúc khác nhau. Nhưng mà nếu mà tôi ở đây này, tôi có nhà, có cửa, có đủ thứ ở bên 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 Mỹ này, nhưng mà tôi vẫn cô đơn như thường. Tôi vẫn ao ước một ngày đó tôi về Việt Nam, tôi sẽ thế thôi. Còn các anh như thế nào tôi không biết chuyện đó. Có cái mà giá trị tinh Trời thần ơi. Nói là bữa khác đi, bữa nay không chuẩn bị. Trời ơi, lên mà chuẩn bị bài nữa à. Công bị nhận mà chuẩn á. mà Đợt chuẩn đấy, bị chuẩn chăng bị cũng thua thôi. Là vì sao? Là cái lý do ở đây anh không có lý tưởng. Tôi là người lính Việt Nam Cộng Hòa, mà chính vì chỗ Việt Nam Cộng Hòa không có lý tưởng cho nên mới thất bại chạy đó. Cái đó là cái bài học đó. Còn gì nữa đâu mà lý tưởng chứ không lý tưởng. Và cái chuyện đó nó cũ rích rồi, nó nửa thế kỷ rồi, 43 năm rồi, nó đã ngủ yên rồi. Hãy anh để cho không nó ngủ. các người xung quanh anh cứ nghe chúng mày anh Thì thôi, ai mà không muốn nghe thì thôi đi ra khỏi đây, chứ mày cần nói mày đi tù dâm sướng hơn thì mày đi tù dâm đi mày đúng nói được mày cái thằng đúng là thiệt á mày là cái kia mà chú vật là đúng Hoa Nguyễn này thì mày không nghe mày nói mày đi tù dâm thì mày tù dâm đi cái lũ ba que mày chỉ có được ra ra mặt ba cái mồm sinh dục bồ bồ sinh dục thôi mà hả loại cái loại ba que mày chỉ dạy nhiêu đó à. Cái loài chuẩn bay là đúng một con chó hoang mà tao nói không không hơn không kém cái ngu hơn cả chó con chó nó còn khôn tụi bay bay ngu hơn dành cái bằng ngu của con chó luôn nên chia tụi bay mà tiếp tay cho những cái lũ mà cho thằng bên rừng chột đó nó lừa gạt cái hoài đó anh Đó nói đi rồi, anh không em qua cũng chung vô chỗ nào không biết nữa, chỗ gì ta, Thái Gò Công, Thái Gò Kiết gì đó, tôi nghe nó khai mẹ nó ráo rồi, riêng một cái đám ở trên rồi ca ở dưới ok là cùng phe không rồi, bộ núp mặt nhau nó khai mẹ nó hết rồi. Thái Gò Công anh nghĩa Hồ Công là nó tụi chửi mình lên trời cũng còn gì đó là một cái bằng chứng mà hình như là các anh đâu đã không đâu mà ủ là. dâm câu này nghe được à mày đâu có cu đâu mà thù dâm mày đâu có cu đâu mà Cái chuyện đó kêu bây giờ tụi nó đi, nó không có quan trọng đâu, tại vì tất cả những cái sự việc đã xảy ra rồi thì chứng tỏ là người dân ở Việt Nam mình họ dâm khôn anh cho hơn nó mình, cho em đi anh coi cái tựa đề của nó họ không không có ngu si như lúc đầu đâu. Thành ra bây giờ á, các anh làm gì các anh làm thì người dân ở trong viên nước vẫn bình chuyên như vậy, tại cái chuyện đó hình như là của Bộ Công an cũng gì ta đã lo hết mẹ rồi. Thành ra vì chỗ đó rồi coi như là mày lên đây mày diễn giải nói gì đó nữa thì người dân bây giờ họ cũng đâu có nghe, tại vì mày lên mày nói cho người ta nghe giống như kiểu tàu trà chọc phá để người ta quậy người ta chửi mày thôi, chứ còn ở chuyện bây giờ người dân không ai nghe chứ trời. Điểm nhất có nhiều cái chuyện xảy ra, chỉ có những cái chuyện mà bởi tao nói người Việt Nam nó kỳ lắm, thế mà một hai người thì không sao, ba bốn người, năm sáu người là có chuyện. Bây giờ từ chính chúng nó đã khui ra rồi chửi với nhau tùm lum tà la lên thì ra là nghe lý tưởng ở đâu rồi. Những cái lời phát ngôn rất là độc ác, bơm xăng nào, đinh nào, búa nào, đủ thứ chuyện trên đời vậy, làm sao mà bạo lực quá như vậy thì làm sao mà ai mà nghe. Cái cô Cao Hoàng Lan gì đó là tao cũng đã dẫn chứng cho mày, người ta đã nói mày là người đó là con của Việt Nam Cộng Hòa đó, và người ta ông nghe nói anh đó anh đã mất rồi, cha của cô ấy đã mất rồi, thì đáng lẽ họ phải theo ngã về phía chúng mày, nhưng mà người ta là không phải, bởi người ta đang sống hạnh phúc. Mà đã sống hạnh phúc rồi mà ai phá hoại hạnh phúc là người ta tức. Bây giờ nó đơm na là một gia đình đi, vợ chồng bà đang sống hạnh phúc, bây giờ tự nhiên có một người nào đó vô chọt vô phá phát nó nằm trong người máy em rồi anh ơi à, thì người ta thù thôi. Thế thôi, cái chuyện đó bây giờ cái chuyện đó nó không quan trọng, quan trọng gì nó không có phá viết gì được đâu, nên vì nó tức nó làm vậy thôi. Nó có một cái câu nói bây giờ đâu tới đó thì thì đâu có gì anh ơi
không làm gì được đâu, không làm gì được đâu, tại vì bây giờ đây là một, giống như một ván bài thử nghiệm gì đó, người dân ở Việt Nam vẫn còn yêu mến cái chế độ này thì không làm sao mà lật với lạc cái gì đó. Chuyện nằm mơ, đừng có nằm mơ mấy cái chuyện đó. Tức là khi mình làm là mình phải hiểu rằng cái ý thức của người dân tới đâu. Còn ở đây mình mở miệng ra là bị nó đè đầu ra, nó chửi vô đây mình chưa biết nhục, ta không hiểu bà đàn bà con gái chửi mình ghê. Có nghĩa là bây giờ tại tụi bay đứng này tụi bay chửi mà tụi bay không có về, tụi bay về tụi bay thấy đất nước phát triển rồi tụi bay mới thấy được cái điều mà mình nói là đúng, chứ còn cái chuyện giờ cái bên kia nhảm nhí vu vơ chửi bậy chửi bạ tào lao cứ thứ gì luôn tôi gì cộng chúng cái mà người ta dạy học mắc bớ gì, chuyện đó cũng đâu có quan trọng gì đâu. Còn cái chuyện ông Bùi Hiền Thiết gì đó, ông đâu dính dáng thì cái chuyện này cũng đem ra chửi tào lao, người ta dạy một đường thì nói một ngàn nẻo, có nghĩa là làm mày làm toàn là làm sai hết trơn rồi, là trật lắc hết. Người dân cái đó không cần mày phải lo, cái chuyện mà ăn xin và xã hội tốt đẹp cho người dân thì không cần mày phải lo, có nghĩa là mày không có lo con mẹ chứ, mày đi kiếm chuyện mày chửi thôi. Thực chất ở Việt Nam mình đầy đủ, có người, những người già như là bà già vợ tao là vẫn còn còn có sổ bảo hiểm y tế đàng Nào hoàng. xin chào nha. Đó, mà đừng có Nào tào xin lao. chào nha. Một đất nước mới vừa phát triển khoảng chừng 20 năm nay thôi. Để rồi thì nó thật với mày là coi như là vượt bậc rồi đó. Mệt, nói chuyện với ba cái đứa con nít này mệt thiệt. Tại vì nó không có hiểu, nó không phải là không hiểu mà nó cố tình nó xuyên tạc chứ không phải là không hiểu. Có nghĩa là nó đã hiểu hết, nó biết hết, nhưng mà vì nó biết hết cho nên nó tức. Nó thừa sức hiểu mà anh, nó thừa sức Nó hiểu. chưa hiểu hết đó, chứ không phải là không hiểu đâu. Nên cái bản chất của tụi nó là vậy, đó là tính cách một đứa tiểu nhân. Dạ đúng Cái rồi. giống với lại Hà My như là bây giờ thí dụ như mà em làm ăn khá giả có tiền, em là sắm này sắm kia, em đi cái xe đẹp là cái nhà hàng xóm ở bên, mà bạn người nào mà coi như bất tài vô dụng không có cái đầu óc mà coi như là kinh doanh hay cái gì đó là nó dòm em với con mắt là ganh ghét rồi, nó đã không ngừa rồi. Cái Dạ bản đúng chất rồi. người Việt mình vậy đó, thành ra Dạ tuổi đúng rồi. này nó vậy. Những cái đứa mà lên đây mà ồ sủa hoặc là chửi gì ra là toàn là những đứa thất nghiệp, là không có ý chí, mà là coi như là không cầm giàu, không có tiền, không có chứ không ai mà có tiền có bạc hoặc là những người làm ăn thành đạt ở bên Mỹ này mà sủa mỏ về Việt Nam cả. Tại vì người, cái thời gian họ là đi sủa về Việt Nam mà họ đo là làm đi kiếm tiền. Người ta đã cả một cái đời bên này là khi người ta bỏ tiền, người ta bỏ công sức ra thì người ta đi tạo ra tiền thì không ai có thời sức đâu mà ngồi đó mà ngồi chát như chiếc với lại kia. Chào Thảo, Phi Nguyễn nha. Nói chữ anh gì cầm bưng bô cộng sản hay chưa? Con gì Tao nữa? biết thôi mệt quá đỡ nói đi nói lại nó giải luôn rồi thì cũng có mấy cái từ đó thôi à. Tao đã nhắc định mày rồi, tao già rồi, tao gần xuống lỗ rồi, Cùng tao tham là hạt sóc. mệt không có nói vậy nói kệ, thậm chí nó nói tao là gì về Việt Nam mà ăn gì trâu già gặm cỏ non rồi vợ lung tung gì tùm lum tà la, ai vô thấy tao vô cái diễn đàn là có đập phụ nữ rồi nó kêu tao là vợ tao rồi bà kệ cha tôi, nó muốn nói vậy nói tao ừ đại luôn đi mệt. Tại đối với tụi này là nó cái cãi cùng mà thì nó cùn rồi cho nên ra vị đó ra là cứ cái gì nó cũng nói được. Có nghĩa là ai cũng vậy thôi, nếu mà thương dân thương vị thân dân thân như thương việc thương người dân trong nước á, thì hãy để cho họ làm ăn và hãy để cho họ mà hạnh phúc, là đó là cái đó là một cái điều mà tiên quyết của cái sự thương yêu đó. Chứ mày mà quậy đều phá mà thương cái gì, không ai mà thương kiểu như mày, chứ không ai thương mà đụng không tẩy chay hàng Việt Nam rồi nói chung là không gửi tiền về Việt Nam là đốt sạch giết sạch ba sạch rồi bơm xăng rồi tùm lum ra bài đó, những cái trò ác độc vậy lấy đinh rồi đóng vô đầu đó rồi kia trời ơi làm chuyện bạo lực mà kinh khủng vậy, vậy mà yêu thương con mẹ nói riết rồi giờ đủ mà tao không biết muốn nói gì, bởi vì thường thường nói những người
họ không cần phải biết nghe, nhưng có điều họ nhận thức đúng sự việc thì mình nói. Còn này họ cố tình mình nói một họ nói là ba, mà không có cái thứ gì mà họ không xuyên tạc cả. Tao nói thiệt là tao mới phát giác cái bộ cách dạy tiếng Việt, trong mà cái cách dạy tiếng Việt này đã áp dụng đây là từ năm 1980 mấy, là cách đây gần cái chục năm rồi. Và tất cả những em bé hồi xưa tới giờ là ta đã học từ lâu rồi, cái phải mới đây giờ nó bôi ra, nó bôi ra nó chửi trời. Nói chuyện với tụi này mệt lắm. Tất cả nói một cách khác hơn nữa đó là tất cả mày mới để ý đi, mày ta nói một cách đơn giản nè, mỗi lần Tết về những người Tết về Tham tụi lắm, mày có thậm tiền chí tiền không tiền dép bay đi đi về Tết, đi về Tết không còn để mua. Là mày biết số người mà người về Việt Nam ăn Tết là rất là nhiều, và cả trăm ngàn người, 100-200 ngàn người về Việt Nam ăn Tết, chứ không dạ. phải vì và những người đó họ đi qua ăn Tết xong họ đi qua trở lại bên bên Mỹ, thì chứ đâu phải là mày nói chuyện đơn giản như kiểu mày nghĩ đâu, đơn giản mày tiện tào lao đó. Nói như mày nếu người ta không ưa thương yêu, người ta không có bà con, người ta không có về Việt Nam họ quạt thì vé máy bay đương nhiên phải ế rồi. Còn ở đây hả, trời ơi, đi kiếm vé máy bay mùa Tết là lúc nào cũng bạn mới cái tháng 10, tháng 9 là đã hết vé máy bay rồi, phải chờ 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 một là đi trễ, tức là đi mùng 4, mùng 5 Tết mới về được, chứ còn vé sớm sớm mà đi để chờ để đêm ăn giao thừa là hết mẹ nó luôn rồi, ở tào lao. Về nhiều Bởi lắm vậy anh, Tết mà về nhiều lắm. mà tụi này nó nói là vô trong những cái chuyện nó ở đứng ở đâu trên cung trăng á, đâu có biết mẹ gì trên trời. Hết chuyện đó rồi, thằng Nguyễn Mỹ nè mở ra một người coi cũng mở 90 người đang nghĩ địa gì hả, bây giờ nó bây giờ chuyển đề tài rồi, thấy không, nói ăn nói quạt À, bây giờ Hùng cái Phạm nào vô đây nữa, Hùng Phạm đừng nói đổi nick nha. Tôi mới lóc ông đừng nói đổi nick nghe Hùng Phạm. nói chung là mấy cái đề tài này tao chửi không có đã, tại vì để trưa chiều ra lên rồi tao nói về cái chuyện mà tao chửi cái thằng trai gì thích thông lai hả, thích thông lai đủ mẹ thầy chùa gì mất dạy chết mẹ thầy chùa gì đủ thầy chùa thì đủ mẹ tứ đại giai không đo thuyết pháp đủ giảng độ cho chúng sinh đủ thầy chùa gì đủ mà quơ tay quơ chân đủ hô hào biểu tình thằng thầy chùa gì đủ đủ mẹ thứ gì đâu. À, Hùng Phạm trần nít này, bây giờ đổi nít nè, bây giờ đổi nít nè. Vào lại phải không? Trần rồi bây giờ vào lại phải không? Đó ông Kiền, ông lấy cái nít của vợ, ông không theo dõi tôi. Hả, không theo dõi tôi để vô phải không? Ông lấy cái nít của vợ, ông là đang phạm. Bây giờ ông đổi nít rồi, ông theo dõi tôi, thế nó ông Kiền tôi chửi à. Trần rồi. Cho ông đổi nít hoài luôn á. Ông mà chửi bất hồ là tôi lóc. Tôi thích mà biết. Tao nói thiệt chứ thường thường á, nói đi nói lại nó tới lưu hoài cái loại mà con cháu hoặc là không biết gì đó để mà sửa Việt Nam, thì nó chưa bước qua chiến tranh, nó chưa thấy cái sự khủng khiếp của chiến tranh, và nó chưa thấy người Việt mình chết kể cả hai miền Nam Bắc giết chiến tranh rồi đủ thứ trên đời, chất độc màu da cam rồi tàn sát rồi bom CPU, nói chung là tất cả cái điều đó nó không có biết cái con mẹ chứ đợi. Dạ. Cho nên Việt Nam đó lúc nào nó cũng nghĩ là hay là tốt, nó không biết, nó không hiểu thế nào là thảm khốc của chiến tranh, thì nó không biết sợ. Mà nói tụi này nói giống như đi vô lòi lỗ tai trâu vậy. Bây giờ tao nói thiệt Không mày phải là hành hai như thế. hai miền Việt Nam mình đã sum họp, mặc dù mày không thích hay là mày không thích mà, nhưng mà mày phải thừa nhận là bây giờ không còn ai chết vì chiến tranh cả. Giờ ai muốn chiến tranh anh, đất nước mình yên bình, nếu mà họ mà yêu 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 đất nước, họ yêu dân dân Việt Nam thì họ sẽ im cái mồm lại, họ phải là được đứng dậy một kêu phải dân phải đi chết thay. Nếu con người mình yêu dân, mình phải chung Cũng tay tầm góp sức với đất nước, sống tầm cho đi tốt bản thân. ta không cần mà phải thương yêu đất nước, ta cũng không cần mà phải yêu cái chế độ gì đó, ta cũng đâu có biết gì chế độ đó mà ta yêu ta thương. Nhưng có cái điều như vậy nè, mày phải hiểu một cái điều là nói thật Chỗ và thật cái này cái sự thật mà mày không nói không được thì mày lấy cái chó gì mà
cái sự thật mà mày không được, mày không nói được á, thì mày làm gì? Bây giờ tao nói một cái ví dụ đơn giản thôi. Bây giờ tao nói mày, mày Việt Nam bây giờ là chỉ là một một quốc gia có chính thể, có Liên Hợp Quốc công nhận, có các nước thế giới. Bây giờ mày nhìn qua cái phía kế bên đi, Nam với Bắc Triều Tiên đó, nó cũng phải chưa phải là một nước, người ta vẫn gọi là hai miền Nam Bắc. Mày thấy cái điều đó không? Nó dồn qua Việt Nam mình, nó ao ước như Việt Nam mình, nó thèm rõ rãi luôn mà đâu có làm được đâu. Việt Nam mình vậy là quá sướng rồi, yên bình rồi, Có nghĩa là bây yên giờ mày bình. dồn qua cái đất nước Triều Tiên đó với lại Nam Hàn đó, mày coi thấy nó có phải một nước không? Không phải một nước, mặc dù nó trên nguyên tắc đó mày mày phải hiểu là nước Đại Hàn, nhưng mà thực chất là mình chia hai miền Nam Bắc. Đó là hạnh phúc, còn hạnh phúc con mẹ gì, mỗi năm cho gặp nhau thân nhân gặp một lần, độ ôm nhau khóc sướt mướt, khóc chết mẹ chết cha luôn, già bà già 80-90 tuổi ôm nhau khóc bởi ngăn cách hai miền Nam Bắc. Cái điều đó là mày thấy rõ ràng rồi đó, tao chưa muốn nói là cái gì hết. Mà Việt Nam mình bây giờ là như vậy, là mày muốn đi đâu mà đi, từ Sài Gòn ra Hà Nội mà muốn đi đâu mà đi, mày thoải mái mày bỏ lên máy bay. Có nhiều thằng còn cho ác, có tiền cho ác nữa, sáng sớm mới đi máy bay ra ở Hà Nội đi uống cà phê trong chiều đi về Sài Gòn, đồ ghê không? Mà cái chuyện nó có thiệt luôn á. Mặc dù Việt Nam mình vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng mà từ từ nó sẽ tiến lên, nó sẽ khá hơn. Bạn đừng có nói móc méo về đây, hàng người Nước nào hàng thèm cô dâu Việt Nam, bạn đừng có móc méo gì đấy, ở đây không ai cần chuyện đó, là của người ta trong đất nước, nước nào cũng cực của người ta, bạn đừng móc méo cái gì đó đấy. nào được cũng có cái mặt trái của nó cả, kể cả nước Mỹ cũng vậy, nước Mỹ này đứng vậy đó, thiệt mày, nước Mỹ này cũng vậy thôi. Còn nước Mỹ này nó còn ghê hơn ở đất nước khác nữa, tội phạm đầy dẫy. Mà nước Ở Mỹ bạn này cái có gì, muốn nói cu ly rẻ hay sao, cu ly rẻ được sao cũng được, bạn cứ nói là quyền của bạn còn không đi làm, một quyền của ông đúng không, có còn nghĩa nói là cu ly rẻ hay không á, mỗi tao người yêu có đất cầu nước họ kệ, đồng ý họ qua việc họ đi đất nước khác họ làm, họ kiếm tiền, họ đem kinh tế về Việt Nam, họ đem tiền về Việt Nam họ sinh sống, chuyện đó là chuyện dĩ nhiên, người đi lao chuyện động nước nước nào ngoài mà là không đi làm muốn vì họ đi đâu đúng có thuế. ai ép buộc đâu. Rồi xong rồi họ đi thì họ đi kiếm tiền bạc về, họ lo cho gia đình Nào cũng họ, có con vợ chồng họ, cái chuyện đó cái gì đâu mà phải đáng nói. Ai tiền cũng gì hiểu đâu, đó là họ nữa, muốn đi anh xa đất nước khác họ đi kiếm tiền, họ về để họ làm giàu đất nước, họ sinh sống lại là đất nước Việt Nam, không có cái gì mà mày phải xấu hết, đâu gì tất đâu thì đi xấu. làm Ý tao thì mày, thậm chí tao thiệt mày là bà già mấy vợ tao bên đất nước kia họ cũng đi làm. bà cũng có cái passport, bà đi qua Thái Lan, bà đi qua Trung Quốc, bà đi qua Malaysia, bà chơi đó là tự do, còn muốn gì nữa. Muốn đi là họ muốn đi đâu thì họ cứ đi thôi, đất nước tự do mà, họ muốn đi ra ngoài kia họ đi qua đất nước khác họ làm, họ kiếm tiền họ đem về lại làm giàu cho đất nước, cái chuyện đó là dĩ nhiên không có gì là xấu hết. Khi có tiền là họ muốn đi đâu họ đi, họ muốn đi chơi là họ đi, quyền của họ. Tại sao ở Mỹ đi được mà Việt Nam mày không cho đi là sao? Kỳ cục vậy. Có nhiều cái chuyện nó Ủa ư sao là không phi. có bạn, họ sao họ không có, sao mấy đất nước khác không tới Việt Nam làm cu ly, xong có xong có ai comment dưới đi, xong có họ tới Tôi đất nước nói Việt Nam mình họ vẫn làm, xong có họ cũng làm cu ly, xong có tao nói rồi, tôi bất chấp ở Việt Nam mình cái chế độ nào, hoặc là bất cứ cái chế độ nào nó cũng vậy thôi, chế độ nào nó cũng vậy, tao không cần biết chuyện đó. Miễn là đất nước nào mà nước nước Việt Nam của tao mà nó thanh bình hạnh phúc, người dân ấm no là được các rồi, người tao không không thích đất nước này thì cứ moi móc thoải mái, không quan trọng chuyện đó. không quan trọng, đúng rồi anh nói đi, rồi tới thằng dắt sân bùi vào nữa, vào vào liếm là liếm nữa, nói đi anh, nói đi anh, À, thì bây tao giờ nghe tao tao nói cho nghe. chắc sân bụi nè, tao nói cho nghe là mày đi đâu mày cũng nói đưa ra những cái lập luận rất ư là ngây ngô. Cái gì mày cũng nói nghe, nói nghe, nói nghe, nói nghe người ta, mày về mẻ đi, cần gì phải đi nghe. Nên ra gì khi mày nói ra mỗi câu là người ta cảm thấy mày ngu rồi. Đất nước Việt Nam hiện giờ đang kinh tế đang tăng trưởng, mày đã qua Duy Nguyễn, Duy Nguyễn đã giải nghĩa cho mày rồi, mày qua đâu ta cũng đã giải nghĩa mày rồi. Nhưng mà mày cứ thắc mắc. Tao nhớ hoài cái câu mà nói là đụ má có radar mà đụ má nó nằm rồi, khi mà mở cửa cái gì đó gì khu kinh tế gì đó quên mẹ rồi, là đem radar qua nó tòa tào lao nó chuyển đụ giống y chang như động đất đụ mới làm, mà tưởng chắc radar giống như cái chén hay là cái bát rồi đụ mà. Úi, mệt, nói chuyện với mấy đứa này mệt.
Nó cứ sợ Trung Quốc, không biết Trung Quốc là cái gì mà nó sợ quá trời quá đất biết. Trong khi đó người dân sát nách là người Việt Nam mình đang ở sát nách Trung Quốc này đéo sợ, mà nó cứ sợ hoài mà toàn nói chuyện tào lao không. ăn giả chưa? Thằng mất dạy, cái thằng nào tí sân bùi nè, tụi nó mới có ba mấy 40 tuổi mà nó kêu tao bằng Thằng thằng nó mới ba mấy mày. tuổi thôi anh. Thằng này nó ở một đất nước văn minh mà nó dạy lắm. Nói chuyện thì cà lăm cà lắp bắp cái cà 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 riết đủ má. Mi gốc Huế mà. Thằng Mi là gốc Huế, gia đình còn ngồi Huế. Khu kinh tế, đặt khu kinh tế mà nó nói mở cửa kinh tế ra, mở cửa đặt khu ra Trung Quốc tới qua đặt ra ra chứ đặt gì bom mìn trời ơi đủ má, thằng này nó khùng khùng mức độ rồi Anh đủ. để anh cầm cho em trả lời cho thằng này đang nói anh là mày là thằng già không có lương tâm. Mày nói là người ta không có lương tâm à? Về cái lù chúng bay tối ngày đi chống cộng cực ngu á. Mày lấy cái chữ lương tâm chỗ nào? Bây giờ hiện tại này để em trả lời cho dịch cho anh cái này. Hiện tại bay kêu á nó cầm bom xăng đi giết sạch, đốt sạch. Hả? Bay kêu dân đi chết. Vậy cái lù bay lương tâm của bác que xỏ lá chúng bay chỗ đó hả? Còn anh cầm đây nè, anh chưa bao giờ kêu dân đi chết, anh chỉ lúc nào anh cũng về Việt Nam, anh vẫn là thích Việt Nam, anh có nhà có cửa Việt Nam. Còn chúng bay kêu dân đi chết thay giùm cho chúng bay, giết sạch đốt sạch, về lương tâm của bà, chó bà que chúng bay kì là vậy phải không? Mày có đủ tư cách gì mà so sánh với anh cầm? Mày là một cái thằng nít ranh, mày chưa bằng táo nữa, mày mới 30 tuổi mà mày sống một đất nước văn minh mà mày còn nhỏ tuổi, mà cái đầu óc của mày dưới một hả dưới cái chiếc chè ra mày vét đồ hũ vô mới xứng với mày. Mày là con nít, mày là con mà khỉ mũi chưa sạch nữa, mày đặt mày đi dạy người ta ở một đất nước văn minh sao mày sống trong văn minh hiện đại đi, hay mày đi thêm một cái luộc chống công cực ngu? Đời của thằng cha mày dạy như vậy phải không? Đời của thằng cha mày dạy như vậy mày quá ngu. Mày sống mà mày còn nhỏ mày không lo học cái chữ văn minh đi, mày học ở những cái chỗ mà văn minh với là cái chỗ hiện đại đất nước của mày cho tốt bản thân của mày, mày theo một cái luật chống cộng cực ngu rồi mày xuyên tạc đất nước, rồi mày bắt tay mày có quyền gì lên đây mà nói là anh là không có thân tâm? Mày không đủ tư cách, nói đi anh. Rồi má nói chuyện với mấy cái thằng này nói chuyện với đội gối còn sướng hơn, mình không có, anh không có muốn nói chuyện với tụi nó nữa, tại vì nói đâu phải là một mình hay gia đình diễn đàn em nói đâu, tất cả mọi người như là diễn đàn tất cả những người yêu nước ở trong Việt và thậm chí hải ngoại cũng vậy nữa, nhưng mà họ nó đâu có nghe, trời ơi, khổ vậy, nó không có nghe, nó không bao giờ nghe lẽ phải cả, nó không bao giờ nó nghe lẽ phải, nó ngồi trong shop shop ở dưới bếp á, bắt đầu nó ngồi rồi mới hở ra cái gì đó. Nghe nói như thế này nghe nói như thế kia, nó nghe không à, nó nghe không chứ nó không có rờ được. Thằng này bây giờ những cái câu nói tao nói mày nghe là sang bồi à, tao chưa có xúc phạm mày mà tao cũng chưa nói mày nặng một câu nào, mà mày là nhỏ tuổi, quá nhỏ tuổi đối với tao. Hồi xưa á, tao mà đi lính cầm súng thì ông Nguyễn á chưa được lên trên tá Hán nữa, mà thằng này thằng kia thằng già này kia bất dạy quá sức, mày là coi như thuộc dạng coi như là bó tay, Việt Nam gọi là chữ bó tay, tao không có thèm nói chuyện với mày nữa, để chúng nói chuyện để những người ở diễn đàn chửi mày được rồi, còn tao tao không muốn nói chuyện mày. Gì anh Phạm à, anh Phạm ấy anh nói là thằng già mày ở đâu hâm à? Anh Phạm, tụi bay hâm à? Tụi bay chỉ có là cái lùi bọn tụi bay là vừa ăn cướp vừa tính làm khủng bố hả? Vừa lừa gạt người ta mày hâm hâm anh cầm ở đâu à? Lùi chúng bay sao hèn dữ vậy? Hả? Hèn dữ vậy? Hâm người ta à? Hâm làm gì được nhau? Mày ở đâu hả? Cái lùi chúng bay làm tính làm khủng bố à? Vừa ăn cướp vừa la làng à? Sao tụi bay cũng đi làm ăn cướp đi? Đặc bày đi làm học chính trị làm chống cộng ngu làm gì vậy? 40 năm mới chống được cái gì? Cùng lắm còn sẵn là không đi chống gậy đi. Nói cho anh. Cái này tao nói một cái điều gì là tụi bay thua toàn tập rồi, nhưng mà cái nào người nào mà hùa theo tụi bay thì tụi bay đã đưa lên mây, còn người nào mà trái chiều với tụi bay thì tụi bay lại nói là này lấy kia chửi bới. Mày không biết, tụi bay không biết lẽ phải là cái gì cả, nó không biết một cái gì gọi là lẽ phải cả, nên bị chỗ thành ra nói chuyện người tụi bay để đàn bà nói sướng hơn, còn tao tao đâu có chuyện gì tụi bay làm chi cho nó mệt, tại vì thường thường tụi bay đâu có biết gì đâu nói.
tụi bay nói là toàn là vơ vào vào những chuyện mà không có đáng gì để mà vơ vào, những cái chuyện mà coi như là hầu như không có, tụi bay cũng dựng chuyện lên tụi bay nói, từ cái chuyện cá rồi từ chuyện biển rồi cua sa rồi chuyện rồi cây rồi, nói chung là cái thứ gì mày cũng lấy nói được, chứ thật ra tao cũng thấy mệt quá, thà tao ngồi tôi uống cà phê sướng hơn. Chuyện tụi bay toàn là thiệt, không bao giờ tụi bay đi, tao đi nhắc lại cái mày đừng bao giờ nói mình là người Mỹ nha, tại vì sao mày rời lại cái đầu của mày đi, đừng có mắt mày đi, mũi mày đi, người ta chỉ gọi là người Mỹ gốc Việt, mình nhớ hiểu điều đó, và người Mỹ gốc Việt ở bên nước Mỹ này nó chẳng là cái quái gì trên đời. Anh Nguyễn gì vậy? Nguyễn Văn Nguyễn nha. Thế tao nói có nhiều cái á, Anh mới ở biết đây tập á, tiếp. nó người Mỹ gốc Việt bên Mỹ này tụi mấy người Mỹ họ khinh lắm, tại vì ở đây thường thường không có lo làm ăn mà toàn tối ngày đi biểu tình biểu tiết rồi quá, làm phiền hòa phiền hà nhiều quá, rồi không có đoàn kết, rồi không biết thương nhau, lừa gạt nhau, rồi chung là lừa gạt đủ thứ, đâu có tốt lành gì đâu mà khoe khoái khoang mệt. Thì công công trần mày nói mày chửi tao là ông già dê, vậy là bộ môn anh cầm có dê má mày chưa? Hoặc mày mày nói là ông già dê, khi nào á chú cầm mà dê má mày á nó Cái kêu ông đó già là anh nhé. cái đó nhiều lắm rồi, thì ra vì đó thành ra giờ anh cũng chấp nhận luôn, về mà Việt Nam là vợ tao hết, tao đã từng tuyên bố rồi mà, gái Việt Nam là của tao, khỏi cho tụi bay nói luôn rồi, vậy đó tao chấp nhận vậy đó, tụi bay làm đi, khỏi nói câu nữa. Tụi này mới nó bí bí đưa bí nó bí lý rồi, lý lẽ lý luận nó không có rồi, bắt đầu nó quơ vào nó chửi bậy chửi bạ rồi nó chúng nó nhiều người tao thiệt mày, tao đã biết rất là nhiều người ở Việt Nam mình nó thuộc dạng trung lưu hoặc là khá giả, anh tao rồi chú bác tao rồi cô dì tao, họ đang sống hạnh phúc được mùa rồi, xong họ làm ăn phát tài rồi, họ đâu có muốn, xã hội lộn xộn, họ muốn cái gì mà xáo động của xã hội họ cả. Hồi xưa đủ binh hùng tướng mạnh xuống ống đầy đường đủ máy bay đủ, mà còn không làm được gì đủ mà leo que lắp chọc ba ba gì, bây giờ còn con mẹ đâu nữa mà là rồi lật đổ. Tức như là mình không biết mình, người ta nói thường thường người ta nói câu là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, mà nó chẳng có biết cái gì trơn rồi. Vậy mà hồi qua bên nhà Tân Thái với cái thằng gì bên này Trương, nó hồi giơ tay giơ chân nó hùng hổ rồi gục gà cũng gặt, nhưng thực chất ra bị ngày hôm qua thằng Thái gọi công mà lật mẹ lật tẩy lái ráo rồi, có nghĩa là tụi nó cùng hùng rồi lúa rồi, nó mới bướng hay là cho tiền hay cái gì đó, tụi kia lên nước mặt rồi xong rồi nói tùm lum tà la trên trời. Rồi ngay thằng gì Thái gọi công phải không, tôi không nhớ tên, thiệt mày tao là dốt, tao không biết cái thằng nào trên đời, nhưng có cái điều tụi bay làm ra riết là tao cứ ngồi tôi mò mẫm vô, tao thiệt tao chậm mấy cái vụ lắm, tao không có rành mấy cái vụ này, mà riết là giờ tao nghe tụi bay nói thiệt trời ơi thiệt. Ngày Bữa quăng nay trường thấy vẫn ngày kia nữa. đâu có tao thiệt mày, nếu một người Mỹ chân chính á, mà cỡ trẻ trẻ tụi bay giờ này, bây giờ gần 11, 10 giờ 18 phút rồi là tụi bay ở trong hãng rồi, tụi bay đâu có ở nhà đâu, ngủ bơ tay quơ chứ, tụi bay chứng tỏ tụi bay là một lũ thất nghiệp đó, không có công việc làm, nói thẳng là vậy. Nói đúng ý Ừ. anh, nói đúng ý nó rồi, tao nó quên nó chửi anh. Đúng rồi mày, tụi bay mở không gì là vậy là tụi bay ở thì là tụi bay là lũ thất nghiệp. Đúng rồi, chết sân Nó bùi ra thất 30 nghiệp tuổi này tôi mày là mày thất nghiệp rồi, mày chết sân bùi mày hỏi ở mày Mỹ hỏi mà. tối ở Việt Nam hiện giờ đang tối là giờ, thí dụ công nhân cái là ta nghỉ rồi 10 giờ mấy là từ tối là ta không nói, còn bên Mỹ hiện giờ là 10 giờ 19 phút, tại bên bên tiểu bang tao 10 giờ 19 phút thì bây giờ đang ngồi trong hãng á, mà ngồi trong hãng thì mẹ ở Mỹ đã biết rồi, làm gì có chuyện mà ngồi rượu mà live stream giống như tụi bay, phải là tụi bay mà đang ngồi live stream là phải thất nghiệp không, đó ra rồi. Trời ơi, tao thiệt bởi tao thiệt chán lắm. Ca nào cũng vậy trơn á, lúc nào đụ mà ca sáng ca chiều thì tao cũng thấy ba mặt tụi bay lên ở trên rồi. Tức rồi vì anh Cầm nói đúng rồi, tức có sách sân bùi mày thất nghiệp rồi phải không?
mà kiếm tiền bà quan đỡ phải không? Tất cả đều kiếm tiền cả, đi qua bên nhà bữa thằng gì đang đi trương ha, xe đi xe đi xe đi xe đi 2.000 lai đi, xe đi xe xe Quen 2.000 lai gì cũng đúng rồi, 2.000 lai đủ, 2.000 lai có tiền tay ngu quá thiệt đi chung lắm. vô. Toàn là những mang tiếng là ở một cái đất nước về mà ăn nói với đàn bà, chung vào cái chỗ ra một cái người là phụ nữ như tao, là tao là thiệt mày, mày chửi thầy không bằng tao đâu. Ủa mẹ mà tao vô đây tao còn phải ngồi méo mỏ, phải uống uống lại để giảm bớt cái chuyện chữ thề, mặc dù có chứ mà là không có. Còn tụi bay là có thích con nít ranh vô đây còn ô bao thứ gì dơ dáy tụi bay đưa ra hết, toàn là thứ tào lao. Vậy mày dám nói ở một đất nước văn minh, tao thấy tao không thua tụi bay luôn. Cho anh đi lên nói mấy câu vậy thôi, còn tụi nó vô trong nhà trang nhà em chửi cho sắp mặt tụi nó ra đi, tụi này không có ấy luôn. Chứ còn bây giờ nói gì nữa, giờ tụi Lên ok thì Hà My mời lên, cứ ai lên thì ok thì Hà My mời lên, anh cứ ngồi nói đi. một lỗ đồ má nó cũng moi ra nó chửi, cái thứ gì nó không lấy ra nó chửi chứ, Nó tụi chửi nó đâu có băng ra tiền đâu anh, bây giờ nó ở Mỹ đâu thất nghiệp, mà những người ở dân ở Mỹ Việt nó Nam mình hiện cách làm. kể cả con gái á, mà nó lên nó ngồi nó lên mạng mà nó chửi tụi bay giống như cô gì đó, cô Cao Hằng Lan hồi nãy đó, là tao nhắc đi nhắc lại tụi bay biết là cô đó là con của một người lính Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải Chết là sang phía bên ngồi cộng giờ tôi không cho mày lên đâu, mà nó mày chửi có tụi kêu bay như cái vậy. lên không? Mày nói không có lập luận mà tụi bay nói không có một cái gì mà nghe được, kể cả lịch sử cho đến thì cận đại và là tiểu sử là cận đại từ hồi, nói chung là tụi bay không biết một cái gì, cứ hở ra cái đường mà nghe nói mệt tụi bay luôn. Tại ở đây tụi nó ở bên Mỹ nhiều nên chị anh cứ nói những cái đó bên Mỹ á, để vạch mặt ra đi anh. Vạch mặt ra đi. Anh hiểu bên Mỹ nhiều. Thì anh nói cái rõ ràng rồi, bây giờ nó tôi đó anh nói thẳng là coi như này, mà thí dụ như mà những người nào mà có công việc làm họ là lo sắp mặt luôn, người làm công nhân, người làm hãng, làm xưởng gì đó là đi vô trong là đâu đưa làm mà đủ mà dám làm cầm cái phone hay không, đủ má nó đuổi ngay lập tức cái ở đó. Đừng có nói tào lao lắm mấy tụi này, coi như là má nó chỉ lừa Hà gạt người dân Việt Nam không hiểu thì tao ra giải thích hoài thôi. Tự Mi, do hả? Tự do là tự do hơn tôi nước là Mỹ rất là nhiều, Việt Nam, tôi nói cái đó thẳng ra. là Việt Nhưng mà Nam, nếu mà nói đàng hoàng tôi sẽ nói với Việt Nam đàng hoàng thế. tự do tôi dẫn chứng tôi bày nghe, giờ tôi ở nước Mỹ rồi, mày biết nước Mỹ rồi, tôi đã dẫn chứng rất là nhiều lần rồi. Ở đây là nó dùng súng mày lạng gọi là nó bắn chết mẹ, chứ đừng có nói ở đây tao thiệt mày, những cái thằng Việt Nam ở nước Mỹ nè, đồ mắt chạy xe mà lạng quạng say rượu hay cái gì đó hả, mà bullet nó thổi lại một cái à, rờ xuống háng là nước đáy ra chảy ra rồi. Đừng có nói Việt Nam mày á, đụ cái đàn bà con gái nó chặn xe cảnh sát để nó chửi như sấm vậy á, tụ mà thấy rõ ràng không, mà không làm gì đó rồi xong mời về đồ quan sau này mới xử lý. Chứ còn ở Việt Nam hay là ở Mỹ này là te tua với nó rồi, nó quýt sặc máu luôn. Cứ vô cái Coi mấy kẻ thằng thằng này Việt là đã coi có như dê, nó đã nói đã cầm đâu có dê má tụi bay đâu, khi nào đè má mày ra đi, bắt đầu kêu người ta dê, mà má mày cũng già rồi chắc anh cầm cũng thèm đâu nhá, khi nào mới dê, dê má mày, dê bà ngoại, dê tổ tiên mày á thì mày còn nói chữ dê được, mà giờ cha mẹ mẹ mày bà ngoại mày già rồi, mày chỉ còn con không, đưa anh cầm anh dê cho, mày có con gái không, anh cầm anh dê, chứ còn thấy vợ mày cũng chắc cũng già là chắc anh cầm cũng thèm đâu, cái nào dê vợ mày, dê má mày đi cái đã. tụi đó bây giờ nó không có cái lý gì nữa, cho nên nó chửi cô, nó chửi mà chửi Vậy bâng quơ luôn. Thủy Dương lên gì già mà ngu, mà vì gái cộng sản lừa dụ hả, cái lũ chúng bay á nghe, mới mà bị dụ bị lừa, nó lừa gạt cho rồi đưa tiền cho nó ăn, cho mấy thằng mấy cái rương trộn, cho thằng đào tụt quần cho ăn. Hả? Đưa tiền cho nó ăn để chống phá lại đất nước. Tụi bay mới Tụi này bị nó lừa gạt. không có cái lý lẽ gì cả, nó không có dẫn chứng lập luận, không có một cái gì gọi là logic cả.
không có biết cái gì hết, không biết lịch sử, nó không biết cận đại rồi thời hậu chiến làm sao, chiến tranh làm sao, nó không hiểu, nó không biết một cái gì chứ, nó chỉ hùa thôi. Đó. Thế hùa thay nó thì nó kêu ok, còn nếu không hùa thay nó thì nó nói rượu mình là này kia, mệt lắm. Sao cứ bấm trở lại vậy? Thôi được rồi, có ai lên đi thì cho lên đi, anh xuống anh chỉ nói vậy câu thôi, anh chỉ nói là những cái bộ mặt thật của những cái đám bên này thôi, có nghĩa là nó toàn là những thất nghiệp rồi nó mệt rồi nói làm gì. Còn sang này anh xuống phải không? Mà anh cho anh xuống. Tụi bay không, đâu còn gì nữa nói. Ham gái, không ham gái chết sướng hơn à? Hả? Không ham gái chết sướng hơn à? Giờ tao hỏi mày, mày có ham gái không? Hả? Mày hỏi cha mày, không ham gái sao lấy mẹ mày đẻ ra mày? Tụi bay hỏi ngu gái mà không ham ham ai? Tụi bay đứa gái có nuốt không? Cha mày không ham gái đâu có đẻ ra mày. Hỏi ngu. Cái thằng nó toàn là mấy comment toàn cái thứ gì đâu không à. Cút đi cho già. Dê mà đứng cặc. Tôi nói cặc mà không đứng thì tụi bay cắt cặc giục mẹ đi. Tao trả lời cho. Có anh cầm tao trả lời cho. Nếu mày có cặc